DG với kép, DG World. DG với kép thì để mà mua gì này thì cũng hơi cao chị. DG với kép mặc dù là nó có cản quanh vùng giá 45.1 cộng trừ, 45.1 cộng trừ đó là cái vùng cản trong đồ thị ngắn hạn ạ. Thì như trong cái nhịp này này, nó cho thấy một cây nến kéo vượt cản, đúng không ạ? Và chưa hề cho thấy tín hiệu là tích lũy về cái mặt ngắn hạn. Một vài phiên để vì đánh giá là nhịp này nó đang cho thấy tín hiệu kéo dướn, kéo dướn thì khả năng trong vài phiên tới thôi, khi mà nhóm bán lẻ nó mà chững lại thì khả năng nó sẽ có một nhịp retest và kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh vùng giá là 44.5 đến vùng giá 45 một lần nữa. Đây là một trong những nhịp kéo dướn, và tất cả những cái vị thế cổ phiếu mà khi nó cho thấy tín hiệu kéo dướn thì nó phải test lại, nó phải test lại, nó phải điều chỉnh lại về mặt ngắn hạn. Nên là nếu để mà cao nhất trong vị thế trung dài hạn thì nhịp này nó sẽ lên được quanh vùng giá 53, 53 đó là cản trong trung hạn. Nhịp này mua thì không nên gì. Mua thì chúng ta phải mua những cái phiên mà nó điều chỉnh, mua những cái phiên nó hoảng loạn đó. Và điều này thì em có chia sẻ anh em cũng rất là lâu rồi, và mua thì hãy mua hoảng loạn chứ đừng thấy là khi mà nằm ở thị trường nó xanh, khi mà thị trường nó hưng phấn chúng ta mua vào thì nhiều khi chúng ta sẽ dễ bị ăn địch, nó sẽ dễ bị ăn địch và ngay cả đánh T thôi nó sẽ không thuận lợi, đúng không ạ? Đối với DG kép thì anh em có thể là xem Masan này. Masan này, Masan thì cũng có làm một cái video chia sẻ anh em về Masan này. Đó. Bắt đáy Masan quanh vùng giá 75-76 này. Đó. Anh em có thể là xem lại cái video này. Xem cái video mà em phải chia sẻ anh em đó là cổ phiếu Masan. Masan đây này. Bắt đáy Masan 11 ngày trước này. Đó. Mà khi mà cái điểm mà đối với cổ phiếu Masan mà em phải có làm với anh chị em một cái video đấy, quanh vùng giá 75-76 này, và nó còn tích lũy một khoảng thời gian đâu đó khoảng tuần hơn tuần anh chị, đi ngang ngang quanh vùng giá 75-76 này đó. Nên là nhịp này nếu mà Masan trong thời gian tới thôi mà nó vượt qua cái vùng giá 79 này, thì nó sẽ bước vào một nhịp sóng hồi trong vị thế ngắn hạn và nó sẽ tiến thẳng lên quanh giá 88 chị nhá, nó sẽ tiến lên 88 nữa. Nên là nhịp này thì 75-76 nó sẽ không còn cái vùng giá đẹp nữa rồi, thì chắc chắn chúng ta phải mua điểm cao hơn nó, hay là Lovaland cũng thế, cái nghĩa em cũng khá là lâu. Đó, nhìn này thì đâu đó là bây giờ nó mới có những điểm mua này quanh 14.2, 14.3 này. Đó. Khi mà Lovaland nó vượt qua cái vùng đỉnh 16 á, thì nó sẽ tiếp tục vào một cái nhịp sóng mới. Đó, nên là nhìn này thì chúng ta cần phải canh mua, cần phải canh gom. Đó, và cũng nói rõ ràng cho anh chị em nhà đầu tư trong cái video này là chúng ta canh gom cho quý sau nhá. Đó, canh gom cho quý 3 đó thì nó sẽ ok. MWG đó, hôm trước cũng chia sẻ anh em con MWG ở trên group khách hàng MWG này, hôm mua vừa mua hôm trước xong gì phiên ngày mùng 7 tháng 7 khuyến nghị em mua MWG này. Đó, 435 44.15 đó là điểm mua của MWG trong cái phiên ngày thứ sáu tuần trước. Đó, chốt lời cắt lỗ này, chốt lời 48 mà hiện tại nó đang ở 47.15 rồi, coi như là gần chạm target rồi, mới là hàng T1 chị nhá, mới là hàng T1 đối với MWG này. Mua thì mua những cái nhịp mà nó rung lắc, những cái nhịp điều chỉnh ấy, thì chúng ta quản trị rủi ro nó tốt hơn đó, và tỷ lệ mà anh em có lời nó sẽ cao hơn đó. Nên là trong nhịp này thì nếu anh em nào mà đầu tư chưa hiệu quả hay là chưa có những cái room khuyến nghị về vị thế điểm mua, điểm bán, điểm cắt lỗ chốt lời thì anh em có thể là liên hệ với em Phi hoặc là liên hệ với anh Toàn qua số điện thoại ở trên màn hình chị nhá, đang chạy trên màn hình, thì hai anh em sẽ hỗ trợ và add anh chị em tham gia những room khuyến nghị của anh em như thế này một cách hoàn toàn miễn phí. Và để tham gia cái group này một cách hoàn toàn miễn phí á, thì anh chị em nếu đang giao dịch ở VPS thì có thể là chuyển ID, chuyển ID ở VPS về anh em trong team hỗ trợ, thì anh chị em sẽ được tham gia những room khuyến nghị này một cách hoàn toàn miễn phí. Hoặc là nếu anh em chưa có tài khoản VPS thì có thể là mở một cái tài khoản VPS trong vòng khoảng đâu đó là 5 giây, 5 phút thôi anh chị em, 5 phút thôi là chúng ta sẽ có một cái tài khoản VPS đó. Và đây sẽ là cái phương thức để anh em có thể chuyển ID anh chị nhá. Đó, nếu anh em đang giao dịch thì anh em có thể là vào Smart One và một cá nhân này, cái hình cá nhân này. Bước hai đó là thay đổi chuyên gia tư vấn và điền cái mã hỗ trợ của em Phi, đó chính là X621 hoặc là cái mã của anh Toàn sẽ là F006, tích ba mục ở bên dưới và ấn xác nhận. Thì ra thì sau khi anh chị em ấn chuyển xong thì hãy nhớ là nhắn tin lại với em Phi hoặc là nhắn tin với anh Toàn thì để hai anh em sẽ hỗ trợ và add anh chị em tham gia vào những khuyến nghị này của anh em trong team. Thì ra về vị thế điểm mua, điểm bán, cắt lỗ chốt lời thì chị em có những góc nhìn chủ động hơn. Đó. Hôm nay hàng T1 thì cũng gần chạm target luôn rồi, gần chạm target đối với MWG này, FCN này 166, nói chung là cũng vẫn đang xanh.
điểm mua của chúng ta điểm mua quanh vùng giá 16 16,2 cơ, thì sẽ trung bình là quanh vùng giá 16,1 và 16,1 bây giờ nó đang ở 16,6 ấy. Và thì chúng ta vẫn vẫn có những lợi nhuận, hay là VND đúng không ạ? Mặc dù là VND nó có thông tin xấu nhưng mà chúng ta vẫn bắt trong ngắn hạn được, vẫn bắt trong ngắn hạn được. Đó. Đối với VND. Ok, rồi đó là cái điểm mua của anh em. Rồi xin chào chị Trang nhé. À đây có giúp chiều mua của DVG. Ok, đầu với câu hỏi DVG vị thế chiều mua này thì anh Toàn có thể là cho cái góc nhìn về chiều mua của cổ phiếu DVG nhé. DVG thì cổ phiếu này về mặt trung dài hạn thì nó đang khá là ổn, về mặt ngắn hạn thì nó quanh vùng hỗ trợ rồi. Một điểm nhất thì anh chị phải canh mua anh quanh vùng 3,7 cho tới 3,8. Đó, thì hiện tại nó đang điều chỉnh về 3,9 này. Đó thì anh chị có thể canh đặt mua cho em Toản 3,8 3,9 khá là ổn. Con này thì chấp nhận là nắm giữ chờ tiền vào để nó có dấu hiệu là mà tăng mạnh thôi. Hiện tại nó quanh vùng hỗ trợ nên mua. Đó, em vẫn khuyến nghị anh chị nên mua. Và nếu như cái cổ phiếu này mà vài phiên tới nó vượt được 4,1 4,2 cơ hội sẽ lên lại cái vùng giá đâu đó quanh vùng giá 5. Đó thì nên anh chị cân nhắc là mua và nắm giữ chờ đợi những cái phiên mà bùng nổ và đặt cho em Toàn cái điểm cắt lỗ đâu đó khoảng 3,3,5. Đó, mua 3,9, cắt lỗ 3,5. Và anh chị có thể cân nhắc cầm lên vùng giá 5. Đó, đối với cổ phiếu DVG. Ngoài chính xác nhịp này thì đang tích lũy quanh hỗ trợ mình nhé, đang tích lũy quanh hỗ trợ này. Và cái vùng hỗ trợ vùng những cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 6 năm phiên về cái mặt ngắn hạn là thì hiện tại thì người ta đang trung bình quanh quanh vùng giá 3,75 đó, quanh quanh 3,75 thì nhịp này thì quanh quanh vùng này thì anh em vẫn có thể canh mua được rồi đối với DVG. Quanh nhịp này chơi được rồi và đang cũng đã có dấu hiệu là thanh khoản quay trở lại rồi chứ đó, thì những cái nhịp mà bắt đầu từ những quá trình chân sóng này nó quanh quanh vùng giá 3 đúng không ạ, thì cho thấy tín hiệu là chân sóng này hồi phục đi lên này, nó có một kèm theo một khối lượng thanh khoản lớn này. Kèm theo thanh khoản lớn này khi mà biên độ giá giảm mạnh này. Đó, khối lượng và dòng tiền thoát ra chỉ có một vài phiên thôi, anh chị là cái phiên ngày 14 tháng 6 này hoặc là cái phiên ngày 26 tháng 6 gần đây nhất, đó là hai phiên mà nó có khối lượng thoát ra hơi lớn thôi, nhưng mà nhịp này nhịp hiện tại thì nó đang có dấu hiệu là cầu gia tăng trở lại này, và siết vôn về mặt ngắn hạn rồi đó. Bên dưới có hỗ trợ nếu mà chúng ta mua quanh vùng giá 3,75 3,8 ấy, thì nếu trong cái kịch bản mà DVG nó điều chỉnh hàng T cộng của anh em về mà nó gãy cái vùng giá đáy gần này quanh vùng giá 3,5 anh chị nhá, gãy 3,5 là chúng ta phải canh bán quyết liệt, và nếu nó vẫn tích lũy và giữ trên vùng giá 3,5 thì chúng ta tiếp tục nắm giữ thêm và đặt một cái vùng target quanh quanh vùng đỉnh gần đó là vùng đỉnh quanh vùng giá 4,9 thì chúng ta sẽ canh bán hạ bớt 1%, hạ bớt 50% và 50% còn lại thì chúng ta sẽ xem là cái phản ứng ở quanh vùng đỉnh nó như thế nào. Nếu mà nó xuất hiện một cái lực cầu dẫn bán lớn á, chúng ta sẽ tiếp tục bán nốt 50% còn lại chị nhá. Đó, nên nhìn này thì chúng ta cứ mua quanh vùng này, đặt vùng target quanh vùng giá 4,9 là ok. Rồi đó là câu hỏi của chị Trang về con cổ phiếu DVG nhá. À, em Phi có gửi một cái đường link để tham gia vào những cái room mở đấy, những cái room Zalo Zalo của chị nhá. Nếu anh em nào mà chưa có những cái room Zalo Zalo á, thì anh em có thể là click vào những cái đường link ở bên dưới phần mô tả nhá anh chị nhá. Đó thì trong cái room Zalo Zalo ấy, thì ngoài những sự hỗ trợ, ngoài những sự chia sẻ ở trên những cái vị thế cổ phiếu hàng ngày trong phiên và liên tục, thì em Phi và anh em trong team sẽ còn hỗ trợ anh chị em thêm ở trên những cái room Zalo Zalo. Và nếu anh em nào mà chưa có những cái room này thì có thể là quét cái QR code ở bên phần tay phải màn hình hoặc là những cái đường link ở bên dưới phần mô tả hoặc là trong phần comment nhá. Đó, trong room này thì em Phi chia sẻ anh em cũng khá là nhiều điểm mua về vị thế cổ phiếu như là con GMD gần đây nhất này, có chia sẻ anh em này. Đó. Ngày 27 tháng 6 mua GMD này thì nhịp này thì GMD nó cũng đủ T cộng 6-7% cho anh em rồi đối với cổ phiếu này, đánh T thôi, chúng ta đánh ngắn nước sóng thôi. Khi nào anh em có lợi nhuận thì anh em có thể là donate mời em Phi hoặc là donate mời anh Toàn một ly cà phê để chúng ta có nhiều những động lực hơn chia sẻ anh em về vị thế cổ phiếu các chị nhá. Đó, và đây cũng là một cái room hoàn toàn miễn phí nhá, mở ra để chúng ta giao lưu với nhau nhá. Anh em quan tâm thì có thể là quét QR code hoặc là dò vào trong cái đường link đó. Rồi.